Tại mái ấm tình thương chùa Quỳ Quan Kỳ Quan 2, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra chương trình vui trung thu với chủ đề Ánh trăng cho em cho gần 300 trẻ em mồ côi khuyết tật, bệnh tật và trẻ em nghèo khó khăn. Với mong muốn hãy dành cho trẻ em những điều tốt đẹp nhất, Hoa hậu doanh nhân Hương Sala đã thực hiện trao quà và kinh phí, đồng thời vận động các doanh nhân nghệ sĩ cùng chung tay đóng góp vì trẻ em bất hạnh. Trong chương trình này, các em được hòa mình trong không gian vui tươi rộn ràng của đêm hội trăng rằm cũng như giao lưu cùng với các nghệ sĩ. Hàng năm chúng tôi thực hiện cái chương trình thiện nguyện trao những cái phần quà và những cái kinh phí cho cái nơi mà nuôi trẻ em mồ côi. Việc trao tặng quà là sự chia sẻ đối với những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Trung thu, và đó động viên các em cố gắng vươn lên, vượt qua số phận để hòa nhập cùng cộng đồng.